Thưa quý vị, Hàn Quốc luôn dẫn đầu thị trường du khách quốc tế đến Đà Nẵng và có mức tăng trưởng liên tục từ năm 2015 cho tới nay, với lợi thế về cảng biển, sân bay quốc tế, gần các di sản thế giới của miền Trung, cùng với các sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng và an ninh đảm bảo, Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, trong đó có du khách Hàn Quốc. Đây là chương trình Con đường di sản diễn ra tại ga đi của nhà ga quốc tế sân bay quốc tế Đà Nẵng. Với các tiết mục được đầu tư bài bản, cô đọng những nét đẹp ngàn đời của văn hóa miền Trung, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách quốc tế, đặc biệt là khách Hàn Quốc. Trong thời gian chờ đến khi khởi hành bay, tôi xem chương trình này, thấy những người biểu diễn trang phục rất đẹp và đặc biệt tôi cũng ấn tượng với những điệu nhảy, múa rất uyển chuyển. Thông qua chương trình này thì tôi thấy văn hóa truyền thống của Việt Nam rất hay, đặc sắc khiến tôi muốn quay trở lại đây nhiều lần hơn nữa để tìm hiểu và trải nghiệm. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, sau khi Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế, du lịch Đà Nẵng phục hồi tích cực và bứt phá. Tính đến tháng 9 năm 2023, số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 5,8 triệu lượt, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2019. Khách quốc tế ước đạt 1,56 triệu lượt, trong đó Hàn Quốc là thị trường quốc tế đưa khách hàng đầu với hơn 1 triệu lượt khách, chiếm tỷ lệ 48% trong cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng. Để gia tăng trải nghiệm của du khách quốc tế, trong đó có khách Hàn Quốc, các đơn vị trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động mới lạ, chú trọng vào những yếu tố có điểm nhấn. Chúng tôi luôn luôn đặt trọng tâm về việc quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam đến với bạn bè du khách trong các chương trình sự kiện của mình. Và một cái nội dung cực kỳ quan trọng là chúng tôi luôn luôn quan tâm đến việc đầu tư một cách chỉnh chu, bài bản các cái nội dung liên quan tới sự kiện, cho dù là nhỏ nhất. Còn các đơn vị khách sạn chuyên đón khách Hàn Quốc cho biết, dòng khách này khá dễ tính, nên việc đón hay phục vụ khách cũng dễ dàng. Bên cạnh đó, nắm bắt được nhu cầu của khách, các đơn vị cũng đề xuất một số ý kiến để Đà Nẵng thực sự là điểm đến lý tưởng dành cho dòng khách này. Tất nhiên là họ cũng có muốn nhiều khu vui chơi giải trí nhiều hơn, tại vì là ở Đà Nẵng chúng ta thì ngoài Bản Nà ra thì cũng còn thiếu những cái điểm vui chơi giải trí mới, và những cái festival hay là những cái lễ hội như là bắn pháo hoa này là rất cần thiết cho thành phố cũng như cho ngành du lịch của chúng ta. Nhận định Hàn Quốc là thị trường quốc tế trọng điểm, ngành du lịch Đà Nẵng đã tăng cường các hoạt động quảng bá, tập trung giới thiệu chuyên sâu về du lịch MICE và GOV nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các đơn vị lữ hành, dịch vụ và tiếp tục phát huy quan hệ hợp tác, trao đổi du lịch bền vững giữa Hàn Quốc và Đà Nẵng Việt Nam. Vừa qua, Sở Du lịch thành phố cũng đã chủ trì tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Seoul, Hàn Quốc. Bên cạnh đó, tại lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc 2023 vừa qua, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng đã nhấn mạnh quan hệ hai nước trong 30 năm qua đã đạt được sự phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2019, lượng khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng đạt 1,7 triệu lượt. Hàn Quốc Tổng lãnh sự quán Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động như lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc để tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Theo Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, dự kiến từ ngày 29 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 3 năm 2024, có hơn 9.700 chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng, trung bình là 63 chuyến trên một ngày, trong đó chuyến bay đến từ Hàn Quốc là hơn 4.450 chuyến.